Đau bụng lắm. Thấy nhé, để cái này nhé. Thank you.
mỏng chứ. Ừ. Lát nha. Thằng cô đi qua luôn. Nhà có tivi không? Ngồi chân lại con. Nhà điện nó xuống nè. Phải vẽ Starline mày. Các bạn em hết mụn rồi. Em dùng thế không đi? Mà xa quá, anh làm ở trong tâm kỳ rồi chị ơi. Ý là làm mụn rồi trong tâm kỳ hả? Ừ, anh đi làm ở trong tâm kỳ á. Ý là em dùng làm mụn hả? Ừ. Là mụn trong tâm kỳ à, dùng thuốc đũa hả? Ừ. Em mua thuốc về thôi. Yeah.
Đâu chị ơi. Xong đó. Xong rồi.